Rồi, rồi, dễ. Mời hai bạn tháo mặt nạ của mình ra. Hết sức là đặc biệt. Chào chị Cát Tường. Hôm nay là một buổi hẹn hò khá thú vị. Rồi, em trai giới thiệu trước đi em. Dạ, em tên Lê Quốc Bình, nghề nghiệp là bên kỹ thuật viên điện. Kỹ thuật viên điện. Bên giám sát công trường. À, giám sát công trường là mình cũng đi ra công trường giám sát những cái công trình đó phải không? Dạ. À, quê em ở đâu? Quê em ở Bình Phước. Năm nay bao nhiêu tuổi? À, năm nay em 33 tuổi. 33 tuổi ở Bình Phước làm kỹ thuật điện. Dạ. Mình đang sống với ai? À, đang sống trọ mình. Sống trọ một mình. Ủa, về nhà ba mẹ ở đâu? À, ba mẹ ở Bình Phước. Ở Bình Phước sao không ở nhà mà ra ngoài ở mình? Dạ, em làm ở Bình Dương. À, ở Bình Phước mà làm ở Bình Dương. Rồi, Bình Dương ở đoạn nào vậy em? Ở phía ship 2 à, phố mới. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em tên là Loan. Hiện tại em đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh, quê mình dạ. Ở đâu cơ? Dạ, quê ở Bình Phước luôn ạ. Quê Bình Phước luôn, vậy dạ. Là cùng quê rồi. Dạ. Hỏi thử coi mình có biết nhau ở quê không, nhiều khi quen à. À, em ở đâu Bình Phước em? Dạ, em ở Lộc Ninh, Bình Phước ạ. À, anh gần hơn xíu, anh ở Bình Long. À, Bình dạ. Long à? Gần hơn em. À, gần hơn. Ở đó đi xuống của em chắc khoảng 1 tiếng. Vậy mai mốt có về quê hai đứa rủ nhau về chung cho vui nha. Dạ. Có bạn đi đường chung ha. Ê, à, em đang làm công việc gì? Dạ em làm giáo viên tiểu học, dạy ở quận 4 ạ. À, quận 4. Rồi em trên đây là em ở với ai? Dạy ở với dạ, ai? Dạ em ở phòng trọ một mình. Ở quận mấy? Ở quận 5. Quận 5. Biết đường lên quận 5 không? Dạ chưa. Chưa luôn. Dạ, chưa. Rồi hẹn hò làm sao đấy? Từ Bình Dương chạy lên quận 5. Thời gian làm việc của em sao? Dạ làm giờ hành chính à. À, thứ bảy chủ nhật nghỉ. Đúng rồi, chủ nhật nghỉ. Còn em? Dạ em nói chung là xuyên suốt tuần chỉ có chủ nhật với nghỉ, tại vì buổi tối em còn đi học nữa. Tối học gì nữa? Em học đang học liên thông lên đại học và buổi tối em có đi làm gia sư nữa. Nói chung là kín tuần. Coi như kín tuần luôn. Chỉ có chủ nhật. Chủ nhật là được nghỉ hết cả ngày. Dạ, nếu mà chủ nhật ở trường không có hoạt động thì em rảnh, còn nếu có hoạt động thì em phải đi. Thì có thể hẹn hò mình sẽ hẹn vô chủ nhật. Nên là bạn trai đúng rồi, chủ nhật thì rảnh rỗi sáng ngủ dậy sớm ha. Khỏe mạnh ha. Lái xe chạy xe ở dưới Bình Dương lên gần mà, chạy lên khoảng chừng tiếng đồng hồ à, tới rồi. Được không? Được ạ. Rồi ok, hợp lý. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? À, điểm mạnh em là hòa đồng vui vẻ. Thích thể thao. Không hút thuốc, không rượu. Không hút thuốc, không uống rượu luôn. Dân làm công trình mà không hút thuốc, không uống rượu. Ủa, hay vậy? Thì có tiệc tùng thì có uống chút bia, hai ba lon. À, rồi. Đó là điểm mạnh, còn điểm yếu? Điểm yếu là hơi nhút nhát, rụt rè. Thì dễ nấu ăn được ít món. Còn em gái, điểm mạnh, điểm yếu của em là điểm mạnh của em là thích nấu ăn. Với là thích làm những cái đồ thủ công bằng giấy nhúng hay là những cái giấy. Cái gì? À, em làm được luôn á hả? Dạ. Còn điểm yếu là không biết hát với là cũng hơi trầm tính. Sở thích của em là gì? Thích coi phim cổ trang à. Nói chung là đam mê cổ trang rất là lớn. Cứ đi làm về là ở nhà coi phim thôi thôi chứ. Rồi, cũng bình chẳng thường là... ở nhà có vậy không? Dạ không. Hôm nay là em cái kiểu là muốn hóa thân một lần, hóa thân thử vào một vai cổ trang nào đó. Vậy hôm nay là vai gì vậy? Hôm nay là em muốn hóa thân vào Tiểu Long Nữ. Tiểu nhưng Long mà Nữ. Là đồ trắng của Tiểu Long Nữ không có nên em mang tặng đồ này. Chắc qua thành Lý Mãn Sầu quá. Lý Mãn Sầu đâu có đẹp như em đâu. Đâu có đẹp như em đâu. Lý Mãn Sầu đâu đẹp như em đâu, đúng. Rồi, hay, rất là dễ thương. Có coi phim tập, phim bộ không? Có phim cổ trang không? Có coi. Biết Tiểu Long Nữ là đi tìm ai không? Dương Quá. Đúng rồi, hay quá, có coi phim luôn. Không biết nay em có làm Dương Quá được không mà nha. Tình trường của mình sao? Trước giờ em chỉ quen một mối tình. Quen được bao lâu? À, quen được nửa năm. Nửa năm? Rồi lý do sao chia tay? Công việc cũng nhiều rồi, không có thời gian về, bạn nữ không tin tưởng cái bạn nữ chia tay. À, là bạn nữ đó ở quê? Dạ, ở quê. Rồi chia tay bao lâu rồi? Tay này 2 năm. 2 năm rồi sao? Suốt 2 năm nay ở trên này không có quen ai hết hả? À, chứ giờ không quen được ai hết. Lý do? Do công việc rồi, lo gia đình rồi, không chịu quen. Rồi bây giờ nếu mà quen bạn gái nữa rồi có thời gian dành cho bạn gái không? Hay là cũng lo công việc rồi? Có thời gian. Có thời gian để em sắp xếp được. Được phải không? Xếp cưới tuần được. Rồi vậy còn em? Dạ là em có 3 mối tình ạ. 3 mối tình rồi, kể nghe coi nè. 2 mối tình tuổi học trò, còn một mối tình là ở thời sinh viên ạ. Rồi, mối tình sinh viên quen được mấy năm? Dạ, khoảng nửa năm ạ. Có nửa năm mà sao giống bên đây quá vậy, nửa năm vậy? Sao dạ. Chia tay? Cái tôi của hai người quá lớn ạ. Lúc đầu là hai đứa cũng biết là sẽ bù đắp bù trừ cho nhau. Nhưng mà hôm qua nửa năm thì càng ngày càng cãi nhau nhiều. Vì nguyên nhân gì? À, bạn đó là một người hướng ngoại, là thích đi những hoạt động nhiều với bạn bè. Còn em thì đa số là em thiên về gia đình hơn. Vậy nếu em không đi chơi bạn bè thì em ở nhà, em muốn là ở nhà làm gì? Em thích nấu ăn, sẽ nội trợ. Cái kiểu là em có thể bỏ ra 2 đến 3 tiếng đồng hồ để nấu một số món gì đó gia đình em thích ăn. Có nghĩa là bạn kia thì thích đi ra ngoài để mà liên kết, để thêm mối quan hệ, thêm mối bạn bè. Em chỉ thích ở nhà thôi. Đúng không? Bạn đó là thích để đam mê coi phim là nó vui hơn hả? Cái tính của em cái kiểu là
hình như là hơi quyết đoán á, những chuyện gì em đều quyết hết, không cần hỏi ý bạn nam chắc vì như vậy nhiều. Mày chia tay bao nhiêu lâu rồi? 3 năm mấy rồi. 3 năm nay tại sao không quen được mối tình nào khác? Tại vì công việc của em cũng không có gặp nhiều người lớn nữa. Buổi sáng đi học con nít, còn buổi chiều cũng buổi tối cũng đi gặp rồi họ đi học á. Và công việc nó đâm ra lại cũng không có quen được. Hay là cảm giác hơi sợ. Sợ gì em? Cái kiểu là mình bỏ ra nhiều thời gian công sức quá mà cái kiểu là đổi lại thì không có được gì. Nói chung tụi em cũng là những người là chưa có kinh nghiệm nhiều trong tình yêu ha. Mỗi người chỉ vỏn vẹn mối tình ngắn ngắn thôi. Thế bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Nhà là một mẫu người bạn trai là giống khá giống ba em một tí. Cụ thể là như thế nào? Trong gia đình thì ba em là người nấu ăn ngon nhất. Là công việc nhà thì ba cũng san sẻ, cũng làm. Nói chung là ba chẳng bao giờ đánh vợ đánh con hết. Cần con, chăm sóc gia đình, không có vũ phu. Dạ. Đúng không? Rồi còn em mong muốn một người bạn gái như thế nào? Bạn gái bình thường giản dị. Đơn giản như thôi. Về ngoại hình dáng được người là được. Được người là được sao? Trời, cái được của em chị đâu có biết. Dễ thương, cũng dễ nhìn là được. Em có mail có phim không? Dạ cũng có. Ví dụ giờ lấy vợ về tới giờ cơm dọn trễ quay qua nhìn thấy vợ đang ngồi khóc thúc thích, coi hoàn cảnh trong phim thằng vai chính mới chết. Rồi lúc đó em xử trí thì sao? Đói bụng quá rồi mà giờ vợ chưa nấu cơm nữa, lo ngồi coi phim. Xuống năn nỉ ăn xong rồi lên coi tiếp. Năn nỉ vợ ăn, anh coi tiếp. Ai nấu cho ăn? Vợ chưa nấu luôn, vợ bắt coi phim bộ. Xuống hai người nấu. Có coi chung với vợ luôn không? Chắc có. Chắc có luôn. Thôi đó coi, cưng vợ dữ ha. Để coi có hình không, cho chị mượn hình coi. Dạ có. À đó, hai cô đó chọn một, bốn anh chọn một. Ráng nha tiểu long nữ, ráng kiếm ra dương quá nha. Cô đầu tiên. Lý do sao chọn cô đó? Thấy có nét làm giáo viên hơn. Có nét làm giáo viên hả? Em sai rồi. Cổ là tiểu lục nữ chứ không phải giáo viên. Đâu, chọn anh nào? Em nghĩ là anh nhỏ nhất. Lý do sao chọn anh nhỏ nhất? Em nghĩ như vậy. Em thấy cách nói chuyện rồi em chọn. Đó là tao chọn vậy thôi. Còn bây giờ chúng ta kiểm tra xem là mình chọn có đúng hay sai nha. Mời các bạn nhìn về phía cánh cửa trái tim này được mở ra. Dạ cho. Sao ạ? Vì sai. Em bị sai. Em sao? Cũng sai. Sai luôn. Trời ơi, chắc hai bạn này. Cái đó là cũng là giáo viên tiểu học luôn ạ. Hai tụi em đều là giáo viên tiểu học. Cũng là từ Bình Phước luôn ạ. Ấn tượng đầu tiên cho cánh cửa trái tim này mở ra, em có cảm xúc như thế nào? Cảm xúc nhìn bằng nữa cũng rất dễ thương. Có suy nghĩ gì về trang phục bạn ấy hôm nay mặc đến với chương trình không? Trang phục thì giống cô tiểu long nữ. Giống cô tiểu long nữ Lý Mặn Sậu. Nếu bằng nữ mặc đồ trắng em phải là vui quá không? Không biết. Không biết nữa ha. Thế còn em, cảm xúc đầu tiên khi cánh cửa trái tim này mở ra là gì? Ngạc nhiên à. Ngạc nhiên gì? Dạ tại vì em suy nghĩ nó hơi sai sai. Và cuối cùng nhìn thực tế thì em thấy như thế nào? Dạ cũng được ạ. Cũng được ạ. Tại vì những người đa số là làm ngoài thì da dẻ sẽ mạnh mẽ, khỏe khoắn ạ. Thế bây giờ chị Tường sẽ dành cho hai bạn ít phút nha, để hai bạn trò chuyện trực tiếp với nhau. Thời gian chương trình không có nhiều nên mình muốn cái gì, mình thắc mắc cái gì mình cứ thẳng thắn mình hỏi nha hai bạn nha. Mời món ăn của nhà hàng Hoàng Yến. Tặng quà đi em. Tặng quà trái tim luôn. Tặng quà bao hạt. Dạ em cảm ơn. Dạ em cũng có món quà muốn tặng cho anh. Đây là có một người bạn tặng cho em. Em thấy nội dung hay, cái lời em gửi lại cho anh ạ. Mong anh đọc ạ. Nội dung nói về gì vậy em? Cái câu chuyện đó là kể về một con vợ, nhưng mà ẩn ý sau đó là nói về tính cách của con người. Hãy buông thả những cái mặt xấu mà thể hiện mặt tốt của mình. Anh về đó không? Anh cũng khói coi mấy cái chuyện cổ tích ngày xưa rồi. Rồi, bây giờ thì chị Tường mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Hoàng Yến. Trước mặt các bạn đây là món bánh đúc nè, bánh bèo nè, chả giò nè, bánh và trái cây. Bánh bèo chén, bánh đúc thì là một cái món ăn rất là dân dã, bình dị của người Việt Nam mình ha. Rồi, vừa ăn ngon vừa tâm sự với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn ngon miệng. Dạ. Mời em. Dạ, dạ, dạ. Mình đang giới thiệu em nhiêu tuổi? Dạ em 23. 23. Dạ. Ủa vậy là cũng mới làm đây đúng không? Dạ em mới, em làm được 1 năm rồi. Nhưng mà vô trường công thì em mới vô được 4 tháng thôi ạ. Còn trong thời gian tập sự.
Em ở Bình Phước xong làm ở Bình Phước luôn, có trường mà làm Bình Phước cao chưa? Tại vì em muốn định hướng là ở trên thành phố luôn. Nếu mà có lập gia đình là anh muốn lập gia đình ở dưới Bình Phước hay là như thế nào ạ? Công việc là làm luôn ở Bình Dương, chỉ cuối tuần hay về chơi thôi. Dạ, anh nghĩ thế nào về chồng giúp vợ công việc nhà thì anh nghĩ như thế nào? Nói chung công việc nhà thì làm được, chỉ có nấu ăn thì chỉ phụ này thay ra chứ không nấu không ngon. Dạ. Ủa, nhà anh có mấy anh chị em? Đồng là ra 6 chị em, 4 người của gia đình rồi. Dạ. Anh làm Bình Dương là thành phố mới anh? Mà ngay Bình Phước mới. Như vậy lên Sài Gòn cũng xa à? Thì từ đây em chạy xuống dưới này là gần tiếng rưỡi. Dạ đúng rồi. Lâu lâu em cũng chạy xe máy về nhà. Nhưng mà cứ hẹn cứ tuần đi về được. Anh chỉ dạ, có 2 tuần, 3 tuần là về 1 lần. Dạ. Còn công việc anh có phải đi ra công trình này nọ, có đi ra miền Bắc hay gì nữa nhiều, hay là tập trung ở miền Nam nè? Tại công ty. Anh có sợ con gái tính hơi gia trưởng không? Cũng không sợ. Thì gia trưởng còn khó hay không là do mình biết quyết định, do suy nghĩ của mình. Tại vì đa số là những cái quyết định của em là đa số là em sẽ tự quyết định. Em sợ có một số bạn nam nói là không tôn trọng bạn nam. Nhưng thứ hai là theo em nghĩ là cái gì mình nữ quyết định được thì mình sẽ quyết định. Còn những cái trường hợp lớn thì mới đưa cho trụ cột như là chồng mình quyết định. Trước giờ anh cũng tự lập, có sống con mình ở đây nên cũng tự quyết định không à? Dạ. Cũng không có hỏi. Sao? Nãy giờ có tranh thủ không? Tâm sự nhiều không? Cũng có ạ. Ăn ngon không? Ăn ngon chị. Ăn ngon ha. Nãy giờ mình đã hỏi gì nhau về những quan điểm hôn nhân gia đình không? Ví dụ như là trước tiên là ví dụ như được thì bao giờ em tính tới chuyện kết hôn? Chắc khoảng 2 đến 3 năm nữa, tại vì em còn học 1 năm nữa. Học 1 năm nữa thì sao? Không học xong đám cưới mà phải tại 2-3 năm. Tại vì công việc của em mới thật sự em cũng muốn ổn định. 2-3 năm nữa. Thì không biết là anh có thể chuyển lên thành phố sống không? Tại vì em đa số là em muốn lập nghiệp ở trên thành phố luôn ạ. Rồi nãy giờ hỏi ảnh chưa? Trao đổi với ảnh chưa? Dạ chưa. Đó, giờ ảnh thay lời muốn nói luôn đó. Trả lời câu hỏi của em đi. Nói chung anh dự tính thì khoảng 1 năm là cưới. Còn nếu mà chuyển công tác á thì anh có chuyển được không? Chuyển công tác thì chuyển cũng được, nhưng mà mới làm thì hơi xa. Là thí dụ chuyển công tác là làm hơi xa là sao chị chưa hiểu? Chuyển công tác là đi không chuyển chỗ ở thôi thì đi làm. À chuyển chỗ ở thôi chứ công tác thì không chuyển được. À công tác không chuyển chỗ ở thì đi làm hơi xa. Tại công việc là giờ hiện tại đang ổn định. Ở cái việc của em còn dễ chứ cái việc của ảnh nó khó lắm. Anh là kỹ sư điện mà mới làm công trình thì nó cũng khó đúng không? Nhưng mà công việc em chỉ là có ổn. Chuyển công tác là trừ khi mốt như mình làm khoảng 10 năm hay mấy năm là mình dần nghỉ hưu rồi mình về mình làm nghỉ hưu đâu sớm vậy không biết nữa. Thì khoảng 15 năm là nghỉ rồi vậy. Vậy hả? Nghỉ hưu sớm vậy hả? Nghỉ về mình tự buôn bán riêng, mình mở kinh doanh. Nhưng mà giờ công việc của em là cái công việc đó ổn định không? Cái thu nhập nó có thể nuôi được vợ con không? Dạ được. Được. Nghĩa là thật sự chị nghĩ ở đâu không quan trọng. Ở đâu mà ổn định được cái cuộc sống hai chồng, lo cho con cho cái là ok. Thôi trước mắt cứ tìm hiểu nhau đi, coi có tính tình hợp nhau, tình cảm nó có phát triển hay không. Nếu mà có thì từ từ mình sắp xếp. Cái chuyện chị nghĩ thật là Bình Dương, thành phố thì nó cũng gần chứ không xa. Nhưng mà cái vụ mà anh nói ra, thí dụ anh muốn 1 năm mà đám cưới ra thì em nghĩ sao? 1 năm thì quá sớm đối với em ạ. Thôi tại vì 1 năm là thôi. Khoảng 24 tuổi thôi. Nói vậy thôi chứ còn tình duyên là khó nói lắm, tùy ha. Ở đâu thì tính tới đó. Nhưng mà theo em quan niệm thì trong hôn nhân thì vợ chồng ai sẽ là người quản lý về tài chính trong nhà? Tài chính thì nam hay nữ cũng không quan trọng, quan trọng là người biết giữ hay không. Tài khoản thì giờ nằm thẻ hết rồi, thẻ ai giữ cũng được. Ai rút cũng báo cho người kia toan toan hết trơn ha. Quan trọng là, nhưng mà các anh em có cái kế hoạch xây dựng cái cuộc sống gia đình của em là như thế nào không? Kế hoạch là làm khoảng cũng vài năm đến 10 năm là nghỉ về tự kinh doanh riêng cho mình. Tự kinh doanh về cái gì? À bên kim khí điện máy. À cũng có cái hướng sẵn rồi ha. Thì em định là thí dụ sau này là mua nhà mua cửa là mua ở Bình Dương luôn hay là sao? Cũng vừa tính là ở Bình Dương. Đất thì có mua ở Bình Phước rồi. Đất thì mua Bình Phước rồi. Sao lại không ở Bình Phước mà ở Bình Dương? Tại công việc ở dưới này nó thấy nó ổn định với lại nó tiện hơn. Đất thì có Bình Phước rồi nhưng mà công việc thì đang tốt ở Bình Dương. Dạ. Thì mình em cũng vậy thôi, em cũng Bình Phước vô thì mình cũng ở trọ đi làm thôi mà. Tương lai 1-2 năm nữa chưa có nói trước được ha. Giờ sẽ có mấy cái lá bài ha. Tụi em sẽ bóc những cái lá bài trong này, mỗi người một lá, đọc lớn yêu cầu trong này rồi thực hiện. Mời em. Chọn đỏ đi. Hãy nhìn thẳng người đối diện, sau đó nói một câu bắt đầu bằng bà xã ơi, ông xã ơi. Bà xã ơi. Vậy là yêu rồi, vậy là tương tư thôi. Trời ơi, chưa nhìn là ta chưa nhìn luôn á, chưa nhìn luôn.
nhìn nhau cái đã. Bà xã ơi, sao vậy em, sao né ánh mắt anh vậy? Giờ hai người nhìn nhau 30 giây tôi coi nè. Tại vì nói có một câu một cái dừng luôn. Nói thêm thì cũng được đó, câu đó là chương trình bắt buộc. Người ta nói nè, là nói một câu bắt đầu bằng cái này, chứ không phải nói có ba chữ này. Là em muốn nói gì em nói, nhưng mà bắt đầu bằng ba chữ này, hiểu không? Rồi làm lại. Em đọc bài thơ có liên quan đến xíu rồi được à? Cũng miễn bắt đầu là ba chữ đó là được rồi. Anh yêu bà xã bằng tình yêu chân thật, nhưng thàng bằng cả trái tim. Trước đến giờ chưa bao giờ lên sóng, đến đây rồi đi về cùng với nhau. Nhà hay à? Ủa này em tự làm hả? À. Chứ đâu có thơ của ai kỳ vậy? Tự chế. Tự chế. Cũng cảm xúc, mặc dù không phải là láng mượt gì nhưng mà có cảm xúc và nó hợp với chương trình. Rồi mời em gái. Gì à? Nếu gặp một bạn trai cực kỳ ấn tượng và đẹp trai, bạn có tin vào tình yêu sét đánh hay không? Vì sao? Theo em thì em tin ạ. Giống y là anh trai của em chỉ gặp chị em trong vòng khoảng một tuần thôi là nửa tháng sau đã cưới đó ạ. Wow, vậy dạ, hả? Chính là anh trai của em luôn. Tại em cũng tin vào điều đó. Dạ, có một số trường hợp là tình yêu sét đánh nhưng họ vẫn chung sống với nhau tới nhà. Và bản thân em, nếu để em lựa chọn thì em thích tình yêu sét đánh mới gặp để ưng nhau liền, hay là em thích cái kiểu từ từ tìm hiểu? Cái kiểu là tình yêu sét đánh á, thì trong một số trường hợp như là gặp, như là trong một buổi tiệc này đó, thì có chắc là em sẽ chịu. Còn như là muốn quen từ từ á, là như là trong một mối quan hệ như là đồng nghiệp hay là những thì em sẽ tìm hiểu từ từ. Thì tìm hiểu từ từ nó sẽ hiểu nhau hơn. Cái nào cũng có cái hay của nó ha. Dạ, cái tình yêu sét đánh nó có những cái lãng mạn, có những cái ấn tượng khó phai ha. Dạ. Còn tìm hiểu từ từ thì ok, nhiều khi nó chậm mà nó lại chắc. Dạ. Bây giờ một cơ hội nữa dành cho hai bạn ha. Nhìn nhau 30 giây, mỗi người nói cho nhau nghe cái cảm xúc hiện tại của mình là gì trước khi đưa ra quyết định bấm nút. Thời lượng chương trình rất là ngắn, không có đủ để hiểu nhau hết đâu. Mình chỉ đo cảm xúc của mình thôi. Nếu mình thấy rằng đối phương này là có thể là một nửa mà mình tìm kiếm, có thể là cái người mình tin tưởng được, thì mình cho nhau cái cơ hội. Rồi mời hai bạn, bạn trai nói trước. Nói chung lúc nhìn em cũng dễ mến, nói chung mình hãy cho nhau cơ hội làm quen tìm hiểu. Em cũng nghĩ vậy. Tại vì cho nhau cơ hội thì cứ làm bạn chút đã. Như là tình yêu sét đánh không được thì có thể tìm hiểu từ từ. Đúng rồi, thì bấm nút có nghĩa là mình đồng ý cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau, để mà một mối quan hệ trai gái, chứ không phải là bấm nút để cái này không phải tìm bạn bốn phương nha. Bấm nút là mình phải nắm tay nhau, mình hôn nhau trước sự chứng kiến của nhiều người để bắt đầu một mối quan hệ tìm hiểu. Nếu được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Còn chị sẽ thấy là về cơ bản ngoại hình hay công việc thì hai bạn cũng là khá tương ứng với nhau, phù hợp với nhau. Đây là một chàng trai có thể hơi kiệm lời, ít nói, nhưng có thể là một bờ vai vững chắc. Nếu mà muốn cuộc sống bình yên, một cái người chồng mà chị nghĩ là nó cũng chu toàn trong gia đình, thì có lẽ anh này là phù hợp. Đây là một cô gái trẻ, còn nhiều ước mơ, nhiều hoài bão, dễ thương, duyên dáng. Đó, để chị đưa ra những cái ưu điểm của hai bạn để cho các bạn lựa chọn cho đúng đắn, đưa ra cái quyết định của mình. Và bấm nút thì phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của Duy Tường, đồng ý thì bấm nút, mà anh không đồng ý lấy tay ra. Mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Rất dễ thương đây, một cặp đôi dễ thương lắm á. Mời em qua đây. Nắm tay nhau đi hai bạn. Hôm nay cuối cùng thì tiểu long nữ vẫn đã tìm được Dương Quá, và hy vọng rằng cặp đôi này sẽ có một cái kết viên mãn giống như trong bộ phim mà em thích. Em cảm ơn. Dạ rồi, em chào chị. Bây giờ chị giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình dùm em nhé. Dạ, thì em tên là Nhung. Hiện tại thì em sinh năm 1997. Quê em thì ở Quảng Ngãi. Thì hiện tại em đang làm công việc đó là tuyển dụng. Dạ. Nhung là họ và tên của Nhung là gì ạ? Dạ, Nguyễn Thị Nhung. Nguyễn Thị Nhung. Dạ. Công việc tuyển dụng Nhung đang làm dạ, việc ở Quảng Ngãi, đang ở Quảng Ngãi luôn. Dạ không, em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Nhung ở quận mấy? Dạ, hiện tại em đang ở quận 6. Rồi. Bạn đã vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ vào lâu rồi, em vào từ lúc em đi học đại học ở đây là năm 2015 á. 2015 là vào đây rồi. Dạ. Rồi. Dạ rồi, anh bạn, tin bạn có điểm mạnh điểm yếu gì nhỉ?
Dạ, điểm mạnh hả? Mình là một người con gái như thế nào? Với em thì em là một người con gái gọi là có tính hướng nội nhiều hơn, tức là hướng về gia đình nhiều hơn. Nhưng mà sở thích của em thì thường sẽ thiên về du lịch, trekking, đi phượt. Dạ. Rồi. Thế có nhiều chuyến đi phượt nào mà xa 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 nhất là bạn đi đâu? Dạ, hiện tại xa nhất là em đi trekking ở núi ở Bà Đen, Tà Năng, Phan Dũng. Tài năng Phan Dũng. Dạ, đúng ra. Rồi. Điểm yếu. Dạ, hiện tại điểm yếu thì nói chung là em sẽ là người lười trong việc nhắn tin gọi điện thoại, gọi là như vậy. Cũng không thích làm việc, nói chung là đối với em thì cũng không thích làm việc liên quan tới nấu ăn nữa, tại vì em không có nấu ăn giỏi. Rồi. Thì hiện tại Nhung vẫn đang thuê nhà thành phố Hồ Chí Minh phải không ạ? Dạ đúng rồi. Có ở cùng với ai không? Dạ hiện tại em đang ở với hai chị họ của em. À. Rồi. À, trước giờ là mình có mấy mối tình rồi? Dạ hiện tại là một. Mối tình đấy bạn chia sẻ cụ thể về cái mối tình này giùm mình nhé. Quen nhau như thế nào, có nhỏ ở đâu, quen nhau từ Dạ mối tình này thì cũng khá là lâu rồi, thì tụi em quen nhau, tụi em là bạn cùng trường đại học. Thì tụi em chơi chung với nhau, thì có quen nhau ở chắc cũng từ năm 2010 2016. đến năm bao nhiêu ạ? Con nhau mấy năm? Dạ cũng 1 năm á. Rồi. Cái chàng trai đó như thế nào và có cái điểm gì mà mình phải chia tay? Dạ thì nói trên mạng nó là một người gọi là tốt tính, và Dạ. bạn đó thì khá là vui tính. Còn về lý do chia tay ấy, thì tụi em không có chia sẻ với nhau nhiều nữa, khi mà tụi em tức là có những cái vấn đề xảy ra trong quá trình mà quen nhau, tức là chơi chung với nhau, thì trong team có những cái gọi là một nhóm bạn thì có nhiều cái câu chuyện ở trong đó, thì tụi em gọi là không còn thân nhiều hơn trước á, nên là tụi em cũng sẽ không có nói chuyện nhiều với nhau nữa. Thì khi mà không nói Nhỏ. chuyện nhiều với nhau thì tụi em không có hiểu rõ về nhau á, đó Ừ. là lý do. Rồi, thế đâu mà bạn là người chủ động hay là bạn đó là người chủ động? Dạ bạn đó chủ động về việc gì ạ? Chia tay nhé. Dạ cả hai phía thôi, Thế tức là bây không giờ liên lạc nữa. Rồi, thế vậy từ sau cái mối tình đó thì Nhung có đi tìm hiểu hay là có những cái chàng trai khác tán tỉnh bạn không? Dạ có tán tỉnh nhưng mà về tìm hiểu thì em không. Tại sao vậy? Tức là em cảm giác bản thân mình chưa muốn có một cái mối quan hệ thôi, và với lại cũng chắc là cũng chưa gặp được người phù hợp, nên là cô quên. Dạ. Rồi. Ok. Bây giờ bạn chia sẻ như cho mình cái mẫu người mà bạn cảm thấy có thể phù hợp và gắn bó nhé. Mẫu người tôi thì em sẽ chia ra là ba Ừ. ba thứ. Thứ nhất là về tính cách, thì em thích một cái người gọi là tốt bụng, vui tính, vui vẻ, Ừ. nhiều năng lượng. Thì sở thích cá nhân chung thì có thể là một người thích đi du lịch, khám phá và trải nghiệm nhiều. Về tính cách, về ngoại hình thì em thích Ừ. một người sẽ cao hơn em. Hiện tại em đang cao 1m63, thì người đó cao khoảng tầm đâu đó khoảng 1m75, Rồi. 1m7 mấy trở lên. Người sẽ là ốm, mẫu người sẽ ốm hay là mặt.
là về hàng mặt. Rồi còn 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 điều gì nữa không? Dạ không. Công việc nghề nghiệp của bạn đó như thế nào thì phù hợp với mình? Công việc thì liên quan tới tri thức nhiều hơn. Rồi. Đẹp trai hay như hay vừa vừa hay sao? Đẹp, đẹp thì càng tốt, không thì sáng sủa. Nói chung là dễ nhìn, có thể nhìn hợp lý là đẹp. Yeah. Rồi. Bạn đấy ở vị trí vùng miền nào thì phù hợp, quê quán gốc khác sao? Có thể nếu thích hợp nhất. Đấy là không phân biệt gì cả ở đâu, nếu mà có thể phù hợp thì được. Nhưng mà nếu tốt nhất thì em nghĩ là từ Quảng Ngãi đổ vô thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Còn duyên số thì ở đâu thì cũng được đúng không? Dạ đúng rồi. Tuổi tác ạ? Dạ tuổi tác thì lớn em. Lớn em và nhỏ hơn 32 tuổi. 94 thì không được. Rồi. Ok, bạn có yêu cầu gì về chàng trai nữa không? Dạ hiện tại là không. Cảm ơn Nhung nhiều nha. Thì hôm nay là cái buổi đầu tiên làm quen. Nếu mà tìm được người phù hợp thì sẽ có biên tập liên hệ lại với Nhung nha. Dạ em chào chị ạ. Chị có nghe tín hiệu của bên em rõ ràng không ạ? Chị nghe rồi, em nghe rất rõ em ạ. Dạ vâng, em dạ vâng, chị ơi, chị giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân mình, họ và tên, ngày tháng năm sinh, công việc nghề nghiệp. Hiện tại chị đang ở đâu nhá? Chị tên là Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 8/8/1987. Nguyễn Thị Hạnh đúng không ạ? Nguyễn Thị Hạnh. Dạ vâng. Rồi ạ, chị giới thiệu tiếp ạ, chị cứ chủ động giới thiệu ạ. Chị sinh ngày 8/8/1987. Buôn bán tại nhà, chị đang ở Biên Hòa. Mình buôn bán mặt hàng gì tại nhà chị ha? Em buôn bán mặt hàng mẹ và bé đồ với. Rồi. Chị Hạnh là một con người như thế nào? Chị có điểm mạnh, điểm yếu ra sao ạ? Điểm mạnh của chị là nấu ăn ngon. Tất cả mọi việc trong gia đình đều vui vàng, sạch sẽ, gọn gàng, vui vẻ. Thích chơi thể dục thể thao, những cái môn mạo hiểm như là leo núi trượt tuyết chẳng hạn, hay là phim, hay là những cái mạnh mạnh của phái mạnh là đâu các em. Thế vậy chị đi leo núi trượt tuyết bao giờ chưa? Chị thế vậy là chị đi leo núi với lại trượt tuyết bao giờ chưa? Rất thích nhưng mà chưa có cơ hội để đi đấy em. Dạ rồi. Nghĩa là thích mạo hiểm. Đúng rồi, thích mạo hiểm đấy. Về điểm yếu. Điểm yếu của chị là nó hơi nóng tính một tí. Rồi. Mỗi lần mà chị sẽ thường hay nóng tính trong những cái vấn đề gì, và mỗi lần nóng tính thì chị có thể hiện cảm xúc như thế nào ạ? Mỗi lần mà nóng tính là chị thường mà không nói gì, đi ra ngoài. Thì bây giờ trong khi buôn bán này kia thì mình sẽ gặp phải những cái trường hợp như thế nào khiến cho mình nóng tính nhỉ? Những cái trường hợp là người ta có nói những câu mà để cho mình tổn thương em, hay cho mình không phục em đó thì mình cũng nóng tính, nhưng mà mình nói lại nói với được với một cái mức độ là còn phải, chứ không phải là quá mà thương quá. Mình cái giọng điệu của mình sẽ mạnh mẽ hơn là mẹ cường. Dạ rồi. Dạ, hỏi một chút xíu nữa là về tình trường của chị. Thì trước giờ tình trường của chị thì nó như thế nào ạ? Chị thì xin thử chị nói cái không biết có tin không, nhưng mà chị ly dị chồng hơn 10 năm nay rồi. Nhưng mà tình trường của chị là chỉ một người duy nhất là chồng thôi. Dạ vâng. Hai chị kết hôn bắt đầu từ năm bao nhiêu chị ạ?
Lúc chị kết hôn là lúc chị 25 tuổi. Rồi. Rồi, thế vậy là chị hai chị có cháu nào chị ạ? Thưa với em, chị với anh ấy có một cháu. Có một cháu, cháu mấy tuổi chị? Cháu của chị hôm nay là 10 tuổi rồi em. Nhưng mà cháu đang ở với mẹ hay ở với bố ạ? Cháu đang ở với chị, với mẹ. Rồi. Rồi cho em xin phép đi sâu hơn về câu chuyện này xíu là hai anh chị có vấn đề gì mà lại phải ly hôn à? Tại vì trong quá trình sinh sống nó phát ra nhiều những cái mâu thuẫn đang không chung một quan điểm. Cái này ông xã chị thì nói thì xảy ra thì tôi nói một chút không phải, nhưng mà ông xã chị tính vào tệ nạn xã hội nữa, Rồi. cho nên thì muốn là qua chương trình Dạ có kinh nghiệm mà. vâng à, chị nhưng mà theo chị thì có cần một cái quan điểm nào trong cái cuộc sống hôn nhân mà chị khiến cho anh chị không hợp, chị cảm thấy không hợp ấy, thì nó là một cái quan điểm gì? Cái quan điểm ví dụ như là mình suy nghĩ, cách mình suy nghĩ hai người khác nhau, tức là ví dụ như là đề cập một cái vấn đề gì đó nhưng mà đối phương người ta lại đi, người ta không có quan trọng mình nữa em, nó không bảo ban một cách nhẹ nhàng, tìm một cái con đường thống nhất ý kiến với hai người. Rồi. Dạ. Thế bây giờ là còn cái liên hệ hay là như nào với lại chồng cũ nữa không ạ? Nếu mà tận ra tình cảm thì tuyệt đối là không còn đấy em, không có, chỉ có đứa con thì đứa con thì ta sẽ còn tình cảm xa qua thì qua lại thêm. Dạ, rồi. Dạ. À, bây giờ chị cần muốn chương trình bà bạn muốn hẹn hò tìm cho mình cái hình mẫu như thế nào chị nhỉ? Chị muốn là tìm một người bạn đi kiểu người tâm giao, là anh ấy biết quan tâm và cũng dễ chia sẻ lắm, có trách nhiệm với gia đình mình, gia đình đang ở nhà thì cũng nên quan tâm đến con, cuộc sống thì luôn bản lĩnh em, công việc thì ổn định. Rồi. À, ngoại hình thì sao chị? Phần ngoại hình thì bề ngoài hơi phúc hậu chút xíu và cao hơn chị một tí, À, chị cao 1 m mấy ạ? chị chiều cao rất là khiêm tốn, chỉ có 1m55 thôi. Rồi, cao 1 m 6. Nào, Các ngon. chị mong muốn chứ người đàn ông chị phải cao 1m65 á, Dạ mới vâng, rồi. Thì chị nghĩ là ngành nghề công việc gì thì sẽ phù hợp với mình ạ? được không. Thì chị sẽ thích là anh có thể là buôn bán tự do hay làm cái công việc ở trong văn phòng. Rồi ạ. Rồi. Anh ấy ở vùng miền nào, vị trí địa lý ra sao thì phù hợp cho cái việc hẹn hò? Chị là ở khu vực Đồng Nai, nhưng mà nếu mà tiện đó thì nó chính xác là ở khu vực Đồng Nai thì sẽ gần hơn chị hơn. Nếu mà anh ấy ở Sài Gòn thì mình hẹn hò được không? Ở Sài Gòn, nếu mà Sài Gòn thì sẽ tôi chị sẽ cố gắng. Được không? Thì nhiều khi con trai người ta sẽ chủ động, người ta sẽ xuống đó. Đúng rồi, chính xác Dạ em nói đúng đấy. dạ vâng đó dạ điều gì của chị mà chị khiến cho chị không thích ở đàn ông ạ? Đàn ông mà em, tại Dạ vì là vâng chị cũng không hoàn hảo, cho nên chị chỉ mong muốn một cái tương đối thôi, đó là người đàn ông của mình trung thủy, trung thủy mà tử tế, cũng tính tốt nhất, rồi đúng tình người. À, bây giờ cái hình cái người đó mà cũng cũng có con cũng đã từng đổ vỡ 1 lần thì ổn không ạ? Đổ vỡ một lần cũng không, chị nghĩ là cũng không thành vấn đề gì em ạ. Dạ. Chị có hay có những cái tài lẻ gì khác không ạ? Ví dụ như Chị ca văn văn nghệ, ca hát đúng rồi. rồi, chính xác em. Chị là yoga Dạ. với gym, yoga À yoga và game này, ca hát này, rồi. Ok, em cảm ơn chị Hạnh nhá. Thì mà cháu của chị 10 tuổi ấy, cháu của chị 10 tuổi ấy thì cháu có mong muốn mẹ kiếm bố không? Hay là cháu có ý kiến gì việc này không?
Thì cháu thì cũng chị cũng hỏi rồi, thì cháu cũng mới đầu là cũng từng từng đen, cháu không muốn, cháu bảo là những người bố là không thương cháu, là bố ruột bố đẻ của cháu á. Vậy Dạ. thì trên thì cháu bảo cũng phải, nếu mà may mắn đi bước nữa thì cũng con cũng đi bằng những người đó thương con đấy, Dạ. cái cháu cũng thế. Dạ vâng, nếu mà được tham gia ghi hình thì chị đưa cháu lên để cháu xem như thế nào. Dạ. Nếu mà không thì rất muốn đưa cháu lên, nhưng mà chỉ sợ vướng vào việc học của cháu và dân thường lên. Dạ rồi, rồi. Dạ em cảm ơn chị Hạnh nhé. Thì buổi hôm nay là buổi đầu tiên làm quen. Nếu mà tìm được cái người phù hợp cho chị thì biên tập chương trình sẽ liên hệ hết chị ha. Ừ, Em vâng, gửi cảm ơn. là em cảm ơn chị rất là. Alo, chào bạn. Bây giờ bạn giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình nhé. Dạ. Tác, ngày tháng năm sinh, công việc hiện tại. Hiện nay chắc đang ở bên Nhật đúng không Giang? À vâng ạ. Em sinh năm 1985. Đúng rồi, 1955. Để em đi làm công nhân, em ở bên này 7 75. Và hiện tại là có một con gái 14 tuổi thì đang ở Việt Nam với ông bà, và con trai em thì là người Nhật được 5 tuổi. Con trai là người Nhật đúng không ạ? Vâng. Tức ở bên này em đã kết hôn với một người Nhật, nhưng mà hiện tại thì nói chung là cũng không, chỉ là như kiểu là trên danh nghĩa là ở như này thì là vì con em thôi. Rồi. À, chị giới thiệu là họ là tên Ủa, nhưng mà là hiện tại là còn đang ở với nhau chưa? Nhưng lại là không, gần như là kiểu như là ly thân ấy. Nhưng mà tức là hiện tại bây giờ tức là em đã ly hôn một lần ở bên Việt Nam, sau đó em sang em lấy chồng bên Nhật hả? Vâng. Rồi bây giờ là cái ông chồng bên Nhật đó tụi em chưa ly hôn với nhau mà em vẫn đang sống với nhau đúng không? Vâng, tức là cùng nhà thôi, nhưng mà gần như là không có cái liên quan gì đến cái Chị chuyện gì biết cả. rồi, không, chị biết rồi, nhưng mà vấn đề là tụi em với cái anh đó có kết hôn với nhau, đăng ký kết hôn với nhau hay không và đã ly hôn xong chưa? Tại vì như này là ở bên em thì ở bên này thì khi mà có con ấy thì là ra phường như kiểu là làm giấy tờ các thứ khai sinh cho con, còn lại đối với ở bên Việt Nam thì em không có trình, không có làm cái gì ở Việt Nam hết ấy cả. Và cái vấn đề ví dụ như là sau này mà làm ở bên này thì nó chỉ là như nào nhỉ, cái quan hệ mà là người bảo lãnh ấy. Nhưng mà Tức tại là vì là bây giờ cái chương trình thì bắt buộc rằng là phải là yêu cầu là em là phải có giấy như kiểu là chứng nhận độc thân ấy đúng không ạ? đúng rồi, cái giấy chứng nhận độc thân á, thì thực ra xin nó không có vấn đề gì cả, nó rất là dễ. Nhưng mà có điều là hiện tại bây giờ cái hoàn cảnh thực tế của em á, là em với lại bố của bé là vẫn đang sống chung với nhau, mặc dù là mình không có tình cảm, nhưng mà về mặt hình ảnh các thứ, rồi về mặt thông tin á, thì mọi người vẫn đang trên danh nghĩa là mọi người vẫn đang là vợ chồng, đang chăm một đứa con. Cho nên cái trường hợp của Giang á, thì là tụi chị sẽ xin phép là tụi chị sẽ không có duyệt để em có thể tham gia chương trình được. Khi nào mà em hoàn thành hoàn toàn thủ tục với lại cái người chồng hiện tại á, thì tụi chị mới có thể làm nhận cái hồ sơ của em. Cái hồ sơ của em á, thì tụi chị vẫn lưu nha, nên là tụi chị vẫn lưu hồ sơ. Khi nào mà xong hết mọi cái thủ tục giấy tờ hành chính xong rồi, độc thân hẳn, thì là em có thể liên hệ lại với chương trình ha. Vâng vâng ạ. Ừ, rồi, cảm ơn Giang nhiều nha. Vâng, em cảm Ừ. ơn chị. Cảm ơn chương Ừ. trình.